sao hai con dê hút nhau rớt xuống kinh mà lòng nó không có bị ướt. Em ơi, hai con dê hút nhau rớt xuống kinh mà lòng nó không ướt là bởi vì con kinh ta đào chưa có nước chảy qua, chỉ có nắng mùa hè cháy bỏng. Mồ hôi trên áo em bạc trắng, con kênh bây giờ chưa là con kênh xanh. Giọt mồ hôi tròn lăn trên đất long lanh, tóc em bụi gió vương xòa trên má. Trời quê hương rất quen mà rất lạ, cứ xanh xanh thăm thẳm ở trên đầu. Ngay trên công trường ta đã biết yêu nhau, em cứ để gương mặt tròn lấp đất. Còn cánh xanh từ mắt em trong vắt, ngay buổi đầu anh đã thấy cả đông xanh. Con kênh ta đào có em và có anh, đông vui quá có rất nhiều đồng đội. Ngày mai đây vào mùa gặt mới, em soi gương mặt hồng trên dòng sông xanh. Con kênh ta đào có em và có anh, con kênh ta đào có anh. Hi, hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh hướng dẫn guitar của mình nha. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn chơi tiết điệu bolero các bạn nha. Và bài hát minh họa của chúng ta là Con Kinh Ta Đào của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bài này bây giờ không còn phổ biến nữa nhưng mà mình thấy nó vui vui. Hồi nhỏ trên đài người ta hát mình hay nghe. Rồi ok, mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi điệu bolero trên cái bài hát minh họa này. Và có thể chúng ta sẽ sử dụng một vài bài khác nữa để cho nó phong phú bài học của chúng ta. Điệu bolero được đánh theo cái tiết điệu nhịp 4-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4. Rồi, thì cái cách đánh cơ bản nhất chúng ta sẽ đánh đơn giản hơn nữa và chúng ta đánh như sau. Bass 1-2-3, 1-2-3, bass 1-2-3, 1-2-3, bass. Dây 1, dây 2, dây 3 các bạn nha. Chứ nhiều bạn mới nhiều khi cũng không biết 1, 2, 3 là cái gì nữa. 1, dây 2, dây 3 và dây bass. Dây 1 là dây nhỏ nhất đó các bạn. Rồi các bạn chuyển là khi mà qua hợp âm mới thì là luôn luôn là bắt đầu từ cái phách số 1, đúng không ạ? Mà phách số 1 ở đây là nốt bass, cho nên là khi chuyển qua hợp mới là 1, đúng không? Chuyển bass, bass 1, 2, 3, 1, 2, 3, bass 1, 2, 3, 1, 2, 3, bass. Có nghĩa là khi đến hợp âm mới thì luôn luôn bắt đầu bằng tiếng bass. Vậy thì chúng ta có thể bài con kênh này nó cũng hơi khó cho một số bạn, thì chúng ta có thể bắt đầu bằng cái bài dễ hơn nữa, đó là bài ví dụ như là đêm buồn tỉnh lẻ đây. Đã lâu rồi hai đứa cách đôi nơi, tờ duyên xưa còn hay mất. Mai trường ơi, em tôi còn học nữa hay đã đi từ đồ nào? Ví dụ như vậy. Rồi, thì chúng ta bây giờ đó là cách đơn giản nhất, các bạn tập cho thật là nhuyễn nha. Nhắc lại nè. Bass 3-2-1 bass 1-2-3 1-2-3 bass 1-2-3 1-2-3. Rồi các bạn chuyển tập chuyển hợp âm nha. Các bạn có thể chuyển những hợp âm có trong bài hát á, trong bài Con Kênh Ta Đào này. Rồi, đó là cách đơn giản nhất. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi một cách phức tạp hơn chút xíu, nâng cao một chút xíu ha. Như vậy là bass rồi cái
có 3 dây liền, 3, 2, 1, đánh nhanh xuống, bass, dây 3, dây 2, dây 1, rải nhanh xuống. Cái rồi cái 2, 3, ngược lên lại, 2, 3, cái 1, 2, 3, bass nha. Bass, 3, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, bass. Cái công thức đó nha. Và các bạn cứ tập hoài nhưng mà cho thật là nhuyễn nha. Rồi khi đó chúng ta có thể hát bất kỳ một bài bolero nào cũng được hết các bạn nha. Xin lỗi con nhìn nó bay vô mắt mình khó chịu. Ok, chúng ta sẽ bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tập cái bài Con Kinh Ta Đào. Thì hồi nãy mình có một cái câu intro ha, mình sẽ hướng dẫn các bạn trước nha. Như vậy là Do re mi, do do re mi, mi la mi do re. Rồi các bạn đeo âm re thứ. Các bạn là cái mẫu, các bạn còn khoảng trống các bạn rải mấy cái dây dưới ha. Câu thứ hai là La Si Do, La Si Do. Các bạn rải cái đẹp âm đô. Cây Si Re Si Son, Son dây thố số 6 nha. Son La lên lại nha. La Si Do, Do. À, Si Re, Re là dây thố số 4 nha. Buông nè. Re Si Do La. Như vậy ha. Và lúc đó chúng ta sẽ vô hát nha. Còn cái câu ca cẩm hồi nãy đó là chẳng qua là cái câu nhạc chế tụi mình hồi xưa hướng dẫn viên đi du lịch hát tầm bậy bạ cho khách nghe cho vui thôi. Thì các bạn thích thì các bạn tự hát nha. Và chúng ta sẽ bắt đầu vô. Con kinh ta đào chưa có nước chảy qua, chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng. Như vậy là khi mà các bạn đánh xong câu dạo các bạn dừng lại ha. Rồi các bạn dừng lại như vậy mà các bạn hát rồi chúng ta tới chữ đào chúng ta vô nốt bass luôn ha. Con kinh ta đào chưa có nước chảy qua, chỉ có nắng mùa hè nóng bỏng. Được không? Tâm 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 tâm. Còn chưa đánh quen cách thứ hai thì cách thứ nhất thôi. Bum da re ba, 1 2 3 bass, 1 2 3, 1 2 3 bass nha. Mồ hôi môi trên áo em bạc trắng. Cái này hơi khó chút nha. Mồ hôi môi trên áo em bạc trắng. Các bạn đi hai nốt bass liền luôn. Đây là hai hợp âm nhưng mà không đủ hợp âm, không đủ nhịp cho nên chúng ta trong một nhịp thôi mà chúng ta đi tới ba hợp âm luôn đó. Mồ hôi môi lưng áo em bạc trắng. Mồ hôi môi lưng áo em bạc trắng. Các bạn tập kỹ vô đó nha. Mồ hôi môi lưng áo em bạc trắng. Mồ hôi môi lưng áo em bạc trắng. Con kênh bây giờ chưa là con kênh xanh. Giọt mồ hôi tròn lăn đôi lăn tròn lăn lăn trên đất long lanh. Tóc em bụi gió vương xòa trên má. Cái này cũng y như vậy luôn. Tóc em bụi gió vương xòa trên má. Tóc em bụi gió vương xòa trên má. Có một cái ô nhịp thôi, các bạn đánh cả ba hợp âm cho nên là chúng ta chủ yếu là chạy cái nốt bass qua là vừa tới. Tóc em bụi gió vương xòa trên má ha. Tóc, các bạn tập riết được nói cũng nhức đầu.
giọt mồ hôi tròn lăn trên đất long lanh. Tóc em bụi gió vương xòa trên má. Trời quê hương rất quen mà rất lạ, cứ xanh xanh thăm thẳm ở trên đầu. Trời quê hương rất quen mà rất lạ. Chỗ này chúng ta đánh bass dây thứ 5 nha, nốt C nha. Là cứ xanh xanh thăm thẳm. Chữ thẳm chúng ta đánh bass này nha, bass 6. Nó đúng mì với cái chữ thẳm luôn thì rất là hay các bạn nha. Trời quê hương rất quen mà rất lạ, cứ xanh xanh thăm thẳm ở trên đầu. Như vậy là cứ xanh xanh, chúng ta vẫn đánh cái bass này. Cứ xanh xanh thăm thẳm, chúng ta làm luôn cái nốt bass trên luôn, bỏ bớt cái nhịp phía dưới trong lót, chúng ta đánh thẳm trên đầu. Tóc em bụi gió vương xòa trên má. Trời quê hương rất quen mà rất lạ, cứ xanh xanh thăm thẳm ở trên đầu. Nay trên công trường ta đã mến yêu nhau. Như vậy là cứ xanh xanh thăm thẳm ở trên đầu. Để nguyên cả 33 thứ ha. Ngay trên công trường các bạn mới chuyển qua 33 trường nha. Tới chữ trường các bạn mới chuyển. Thẳm trên đầu, ngay trên công trường ta đã mến yêu nhau. Các bạn có thể chuyển trước cũng được. Ngay trên công trường thẳm ở trên đầu, ngay trên công trường cũng không cần thiết đâu. Các bạn ngay trên công trường thì chúng ta ngay trên công trường tới chữ trường chúng ta hãy chuyển qua hợp âm để cho nó thư thả thời gian. Vẫn hay các bạn ha. Cứ xanh xanh thăm thẳm ở trên đầu, ngay trên công trường ta đã mến yêu nhau. Đây là 33 trưởng mình bấm thì thứ nhất cái đàn của mình cái cần nó nhỏ xíu à, nên mình bấm hơi khó cho mình bấm là 3 giây một chỗ luôn, là bấm một cái ngón này thôi nè, nó cong là nó ăn luôn 3 giây một lúc luôn. Rồi đôi khi mình hơi bị trống như này cho mình chêm ngón này cho nó chắc ăn, chứ thực tế mình chỉ bấm một ngón là đủ 3 giây. Giây số 1 dây buông các bạn nha. Đây là 33 thứ. Mình có thể bấm như vậy đó, mà đôi khi nó mình sơ hở nó kêu cái dây thứ hai nó không vô hết á, cho nên mình lấy cái ngón giữa mình chận thêm vô. Còn các bạn học trên hình vẽ thì thường người ta kêu các bạn bấm như vậy nè ha, bấm bằng ba ngón này nè, vô đúng một ô luôn, dây hai, dây ba, dây bốn đó. Nếu bạn thích bấm sao bấm, nhưng mà cái bấm như mình á thì phải chơi lâu bấm mới được các bạn nha. Cái này ngón tay nó cong này. Nó cong như vậy nè các bạn. Đó, nó cong như vậy. Và dây số 1 thì nó không bấm nha. Dây số 1 dây buông. Đó. Thì các bạn tập lâu sẽ được, còn không thì các bạn cứ đánh theo lý thuyết ha. Và để ba ngón như vậy đi ha. Ngay trên công trường ta đã mến yêu nhau. Em cứ để gương mặt tròn lấm đất. Còn cánh xanh xanh từ mắt em trong vắt. Ngay buổi đầu anh đã thấy cả đồng xanh. Con kênh ta đào có em và có anh. Chỗ này thì gặp D tức là re thứ, thì các bạn có thể đưa bass xuống re liền ngay cái chỗ đó, dù cho bạn đang ở hợp la trưởng thì các bạn chuyển ngay qua, tức là chia nhịp ra. Nếu mà không kịp thì chúng ta chia nhịp, chúng ta đánh cho kịp, cho giữ cái nhịp cho nó đều, chứ chúng ta không có làm cho nó trật nhịp đi ha. Rồi lại vô đó đi ha. Rồi. Ngay trên công trường ta đã mến yêu nhau. Em cứ để gương mặt tròn lấm đất. Con kênh xanh từ mắt em trong vắt. Con kênh xanh từ mắt em trong vắt. Chỗ này mình không đánh cái la trưởng cái chỗ mắt em, mà mình để bỏ luôn, bỏ âm đó, mình đánh mắt trong vắt. Tại vì chuyển nhiều quá nó tùm lum quá. Trong vắt ngay buổi đầu anh đã thấy cả đông xanh. Ta thấy cả đông xanh. Con kênh ta đào có em và có anh. Đó, chỗ này mình hướng dẫn các bạn kỹ chỗ này chút thế nè. Con kênh ta xanh từ mắt em trong vắt. Ngay buổi đầu anh đã thấy cả đông xanh.
con kênh Ta Đào có em và có anh. Cái chỗ mà ngay buổi đầu anh đã thấy cả đông xanh là mỹ trưởng nhà xanh. Con kênh Ta Đào là các bạn thả xuống là trưởng đào. Có em là các bạn bắt buộc phải chuyển qua D để cho cái âm thanh nó hợp nó mới hay à. Con kênh Ta Đào có em và có anh. Như vậy là chỉ có mỗi một nhịp thôi, 1, 2, 3, 4 chỗ đó thôi. Bùm rắc tách, bùm rắc bùm bùm bùm. Mà chúng ta lại phải đánh cho ba hợp âm ha. Con kênh Ta Đào có em và có anh. Con kênh Ta Đào có em và có anh. Đông vui quá có rất nhiều đồng đội. Ngày mai đây vào mùa gặt mới. Em soi gương mặt hồng xuống dòng kênh xanh. Con kênh Ta Đào có em mà có anh. Con kênh Ta Đào có anh và có em. Chỗ đó dễ rồi ha. Chỗ này các bạn có thể cho một câu lót ha. Đó. Xong rồi các bạn vô cái phiên khúc tiếp ha. Đánh để chúng ta đang chỗ này đúng không? Các bạn đánh la la. Đây này, các bạn đánh pha thăng. Đây là pha này, pha thăng đây. À, pha thăng và đây là mi dây số 4 hết nha. Lấy dây số 3 này. Xong rồi. Đây là nốt đô thăng, đô này, đô thăng nha. À, dây thứ hai nha. Đó, đô son à. Đô son là son đô la. À. À, vẫn phải về là trưởng nó mới đúng. Rồi khi hát các bạn mới về là thứ. Điệp khúc và các bạn làm y như vậy luôn là ok rồi. Mình nghĩ rằng có lẽ bài học cũng đã sáng sủa ra rồi. Bolero cái nhạc của miền các nhạc sĩ ở miền Bắc họ rất ít khi sáng tác theo bolero các bạn nhé. Cho nên là thôi kệ, chúng ta chơi bài này thể hiện cái sự quan tâm của chúng ta đến nhiều cái dòng nhạc khác nhau chứ không phải cứ bolero là chỉ có nhạc vàng không. Ok các bạn nhé, chúng ta không quan tâm đến nhiều vấn đề khác, chỉ có là âm nhạc mà thôi. Đây là nghệ thuật ha, và nhạc sĩ đã sáng tác một bài hát rất là nghệ thuật các bạn nhé, rất là có giá trị về mặt nghệ thuật. Đó, thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi bài hướng dẫn và chúc các bạn sức khỏe nhé. Các bạn ra tập ha, tập được cái quay video up lên kênh của các bạn cho mình vô mình xem với nè. Bye bye các bạn nha.